Xin chào các nhà đầu tư thân mến, tôi rất vui khi mỗi lần được chia sẻ với các anh chị về các cái trải nghiệm đầu tư của mình trên các cái nền tảng tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Những cái lựa chọn của tôi về các cái sản phẩm tài chính luôn được đảm bảo về một sự an toàn và một uy tín với các cái tổ chức tài chính ở trên thị trường. Hôm nay thì tôi chia sẻ với anh chị một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng nó rất là gần gũi. Một câu hỏi mà khá nhiều các anh chị đã đặt cho tôi đó chính là mình sẽ thực hiện chọn mua cái trái phiếu nào. Thực sự đây là một cái câu hỏi mà nó rất là quen thuộc và mình nghĩ rằng nó rất gần gũi với mọi người để chọn một cái chi phiếu để mua. Nó không phải một điều quá dễ dàng nếu mà chúng ta không có những cái nguyên tắc, những cái cách thức để mà chúng ta lựa chọn theo đúng cái nhu cầu, theo đúng cái khẩu vị của mình. Vì vậy mà cái video này Hòa sẽ chia sẻ tới các anh chị và các bạn những cái nguyên tắc để mà thực hiện dễ dàng lựa chọn cho mình một cái trái phiếu đầu tư. Cái trái phiếu mà mình sẽ chia sẻ ở đây đó chính là trái phiếu iBond của công ty chứng khoán Techcom Security phân phối trên nền tảng TC Invest. Lào, xin mời các anh chị và các bạn cùng theo dõi cái video của tôi nhé. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Xin chào anh chị và các bạn đến với bài học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Tôi rất là vui khi được chia sẻ với anh chị những cái bài học mà tôi đã trải nghiệm khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Nội dung cái bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị hai phần. Phần thứ nhất đó chính là cách lựa chọn trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư. Phần thứ hai đó chính là tôi sẽ hướng dẫn anh chị xem cái trái phiếu và lựa chọn cái trái phiếu trên cái ứng dụng TC Invest để đầu tư theo đúng cái nhu cầu và khẩu vị của các anh chị. Trước hết thì chúng ta cần phải xem xét rõ là những nhà đầu tư nào nên xem cái video này để mà đỡ mất thời gian của các anh chị. Thứ nhất đó chính là nhà đầu tư mới đang có nhu cầu tìm hiểu về trái phiếu doanh nghiệp tại TCBS. Thứ hai là nhà đầu tư đã tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại TCBS, muốn có thêm kiến thức để mà đầu tư chuyên nghiệp hơn. Tôi nhấn mạnh rằng đây là những nhà đầu tư quan tâm tới việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Techcom Security hay viết tắt là TCBS. Xin nhấn mạnh với các anh chị như vậy. Tiếp theo, tôi chia sẻ với các anh chị cách thức chọn trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư trên cái ứng dụng TC Invest. Vậy thì có rất nhiều các cái trái phiếu ở trên cái ứng dụng TC Invest. Thì tôi sẽ chọn cái trái phiếu nào để đầu tư đây? Có thực sự là rất nhiều mà lựa chọn thì khó khăn. Làm như thế nào để tôi lựa chọn được các trái phiếu này? Thì đều được đánh giá là có khả năng trả nợ gốc lãi trong cái thời gian vay. Đây là những cái đánh giá do TCBS đã thẩm định trên các cái cơ sở hồ sơ mà tổ chức phát hành cung cấp để đưa ra thông tin trái phiếu để mà nhà đầu tư có thể đầu tư được. Vậy thì bây giờ cái việc lựa chọn sẽ như thế nào đây? Đầu tiên chúng ta hãy xác định cái khẩu vị đầu tư của mình. Bạn hãy liệt kê tất cả những nhu cầu của bạn và sắp xếp nó theo thứ tự ưu tiên nhất. Có nhiều lắm. Bây giờ khẩu vị đầu tư của mình thì nó quá là phức tạp, quá là nhiều nhu cầu đúng không ạ? Thì chúng ta phải sắp xếp ưu tiên thôi, chứ không thể nào mà cái gì chúng ta cũng muốn được. Đấy, thì tôi ví dụ như thế này. Thứ nhất là bạn đầu tư ngắn hạn hay dài hạn. Đấy là một khẩu vị đúng không ạ? Tôi thích ngắn hạn hay tôi thích dài hạn. Thứ hai là gì? Bạn mong muốn trái phiếu mình mua là linh hoạt
bán hay là cố định đến khi đáo hạn, đúng không ạ? Thứ ba là gì? Bạn mong muốn lãi suất cao nhất hay ở mức vừa phải chấp nhận được thôi. Tôi biết rằng là cái nội dung này thì ai mà chẳng muốn lãi suất cao nhất, nhưng bạn hãy lưu ý này, hãy nhớ đến một câu là lãi suất càng cao thì rủi ro càng cao. Vì vậy mà cái mức lãi suất bạn chấp nhận được bạn cũng phải rõ ràng. Tôi ví dụ như tôi chấp nhận ở cái mức lãi suất là 8% đến 10%, nói chung cứ trong khoảng đấy là được khi mà tôi mua trái phiếu, ví dụ như thế, đúng không ạ? Thứ tư đó chính là bạn muốn có nhiều các biện pháp bảo đảm hay không, có nhiều các cái tài sản đảm bảo hay không, vân vân. Có rất nhiều các cái khẩu vị, nhưng tôi ví dụ như thế này và tôi sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới như thế này để mà tôi thực hiện đầu tư đó, tôi lựa chọn. Đấy. Đầu tiên thì tôi phải xác định là tôi đầu tư ngắn hạn dài hạn đã, rõ ràng là như thế. Thứ hai là tôi muốn cái trái phiếu của mình có thể mua đi bán lại được hay không. Ví dụ tôi đầu tư dài hạn thì có lẽ thì tôi cũng không cần đến việc là linh hoạt, đúng không ạ? Nhưng có nhà đầu tư thì muốn là có thể là trong 1 năm hay 2 năm tới có thể tôi bán, tôi phải muốn linh hoạt tôi bán cơ, đúng không ạ? Đó, lãi suất thì tôi không cần phải cao nhất đâu, tôi cần ở cái mức nó vừa phải thôi. Sau đây thì tôi sẽ ví dụ về việc là xác định cái khẩu vị đầu tư của mình. Tôi xác định các cái nhu cầu đầu tư của tôi như sau: tôi muốn đầu tư ngắn hạn, tôi muốn bán khi nào cũng được, và tôi mong muốn một mức lãi suất ở cái mức vừa phải, cao hơn tiết kiệm ngân hàng khoảng từ 2% đến 3% thôi, và tôi muốn có nhiều các biện pháp bảo đảm. Đó, như vậy là tôi xác định được một cái khẩu vị cho mình. Vậy thì với cái khẩu vị này thì trái phiếu mà tôi sẽ mua ở đây là gì, đúng không ạ? Tôi phải rõ ràng được cái trái phiếu của mình sẽ mua để đáp ứng được các cái khẩu vị này. Thế thì sẽ có một số trái phiếu phù hợp với tôi. Thứ nhất đó chính là trái phiếu Vingroup hoặc là các công ty con của tập đoàn Vingroup cũng được, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Trái phiếu Man San hoặc là các công ty con của tập đoàn Man San. Đó là những trái phiếu mà đáp ứng được cho tôi nhu cầu là đầu tư linh hoạt, bán lúc nào cũng được, đầu tư ngắn hạn. Đó. Và lãi suất cũng ở mức vừa phải. Đối với Vingroup hay Man San thì không có tài sản đảm bảo, nhưng các công ty con đều có tài sản đảm bảo của các tập đoàn Vingroup hay Man San. Thì đó cũng là một cách để mà nó phù hợp với cái khẩu vị và cái nhu cầu của tôi. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị thực hiện là chọn mua trái phiếu trên ứng dụng TC Invest. Có rất nhiều các trái phiếu ở trên cái chợ đó thì anh chị sẽ chọn như thế nào trên các cái nguyên tắc, cái ví dụ mà tôi vừa mới chia sẻ với các anh chị nhé. Xin chào anh chị và các bạn. Khi vào cái màn hình giao dịch đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại TC Invest thì sẽ có hai cái menu là đặt lệnh trái phiếu và thỏa thuận trái phiếu, đúng không ạ? Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị tại cái menu đặt lệnh trái phiếu khi mua trái phiếu tại TCBS. Đây là mua trực tiếp tại TCBS anh chị nhé. Có rất nhiều các trái phiếu đúng không anh chị? Ở đây chủ yếu là trái phiếu VinFast này, VF là trái phiếu VinFast này, SGP là trái phiếu của Vinamilk này. Đó. Đây là sản phẩm đầu tư linh hoạt, tức là mua bán lúc nào cũng được. Bây giờ tôi thử chọn tích lũy bền vững nhé. Tích lũy bền vững tức là mình giữ đến khi đáo hạn đấy. Thì chủ yếu là trái phiếu VinFast thôi. Tôi thử chọn trái phiếu dòng tiền định sẵn này. Đây là cái trái phiếu mà mình sẽ thực hiện giữ trong cái khoảng thời gian khoảng 3 tháng, 6 tháng hoặc 9 tháng đấy, hoặc 12 tháng. Đó, tức là nó cũng dạng dạng như tiết kiệm ngân hàng đó các bạn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn trái phiếu nào đúng không ạ? Chọn trái phiếu nào đây? Tôi ví dụ như cái nhu cầu của tôi là đầu tư ngắn hạn. Đúng không ạ? Và tôi muốn bán bất kỳ lúc nào cũng được. Mức lãi suất thì tôi chấp nhận nó khoảng cao tiết kiệm ngân hàng khoảng 2-3% thôi. Thì đây là trái phiếu VinFast. Trái phiếu này thì của công ty con của tập đoàn Vingroup. Đó, công ty con tập đoàn Vingroup. Lãi suất này tôi chấp nhận được rồi. Đó, có tài sản đảm bảo không thì hiện tại là trái phiếu này nó không có tài sản đảm bảo thì hơi hơi rủi ro một chút. Nhưng có lẽ thì cũng vẫn mua được các bạn ạ.
Đấy là quan điểm của riêng tôi đấy nhá. Cái khẩu vị là của các bạn chứ không phải của tôi, nên là các bạn khi mà đầu tư ấy thì các bạn phải cân nhắc đó. À, nếu các bạn mua trái phiếu khác thì các bạn có thể là vào thỏa thuận trái phiếu này thì nó sẽ đa dạng hơn. Thì khi mua ở trên cái thỏa thuận trái phiếu này thì làm cái người bán ấy của mình ấy, người bán cho mình ấy, nó rất là đa dạng. Vì là ở đây có các trái phiếu phát hành trước đây rồi ấy. Ví dụ như là du lịch Phú Quốc này. Đấy rồi thì Mansan này, Vinhome này, Vinpearl này. Đó, rất nhiều trái phiếu này. Thế thì thực ra ấy, ở trên cái chợ giao dịch trái phiếu này thì tôi đánh giá là những cái trái phiếu của Vin hay của Mansan ấy thì cái tính thanh khoản rất cao. Nếu anh chị và các bạn mà muốn mua cái trái phiếu mà đảm bảo cái thanh khoản cho mình ấy, mình mua mình bán lúc nào cũng được thì chọn Vin và Mansan. Còn nếu mình giữ đến khi đáo hạn ấy thì những cái trái phiếu khác, ví dụ như là Vinamatrix, đấy, mình sẽ giữ đến khi đáo hạn, tức là mình hưởng coupon thôi. Đó. Như vậy thì nó sẽ dễ dàng cho các anh chị khi mà thực hiện đầu tư. Trên đây là một số những cái chia sẻ của tôi dành cho các anh chị về cách thức mà lựa chọn cái trái phiếu thực hiện đầu tư trên cái ứng dụng TC Invest. Tôi hy vọng rằng là anh chị cũng đã hiểu được những cái nguyên tắc và những cái cách thức để lựa chọn đầu tư trái phiếu cho mình. Nếu bây giờ mà các anh chị vẫn chưa chọn được cái trái phiếu cho mình để đầu tư thì có lẽ thì anh chị lại học lại, tìm hiểu thêm để mà có được cho mình những cái kiến thức nó chuyên sâu để mà gia tăng cái quyết định cho mình. Thực sự là tôi không thể quyết định cho các anh chị được, bởi vì là khoản đầu tư nào cũng có rủi ro, và cái việc quyết định và chịu trách nhiệm trên các cái rủi ro là của các anh chị. TCBS họ cũng đưa ra khuyến nghị là các cái trái phiếu này họ đã đánh giá được rồi trên các cơ sở cái hồ sơ mà tổ chức phát hành cung cấp là các trái phiếu này của các tổ chức đó có thể có khả năng đảm bảo trả gốc lãi cho các anh chị. Và tôi cũng giới thiệu với các anh chị các cái cách thức lựa chọn, cái việc quyết định là của các anh chị. Đó, thì chúc mừng các anh chị đã có được một cái kiến thức cho mình trước khi thực hiện đầu tư trái phiếu. Cuối cùng thì để thảo luận đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại TCBS thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Thứ nhất đó chính là anh chị có thể tham gia vào cái cộng đồng nhà đầu tư Techcom Security trên Facebook. Đây là cái đường link này. Đó. Thứ hai là anh chị có thể đăng ký mở cái tài khoản TCBS Free theo đường link dưới phần mô tả và phần bình luận. Tôi có thể đặt sẵn ở đấy để anh chị có thể tham gia đầu tư và anh chị có thể tham khảo thôi. Thứ ba là nếu mà anh chị trong quá trình đầu tư thì anh chị có thể ủng hộ tôi bằng cái việc là nhập cái mã 105C 041670 để mà lựa chọn nhà tư vấn tài chính tại TCBS và ủng hộ tôi cái khoản phí. Đây là khoản phí mà TCBS họ trả, anh chị sẽ không phải trả gì cả. Thứ tư là anh chị có thể là nhập truy cập vào cái website tiền của tôi.vn để học 26 cái bài học đầu tư trái phiếu TCBS miễn phí. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc các anh chị luôn đầu tư gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.